Rồi, mời hai em ngồi. Đầu tiên thì xin mời hai bạn giới thiệu về mình đi ạ. Dạ, xin chào chị Cát Tường và anh Quang Bảo và tất cả các bạn ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Nguyễn Minh Thư, em 25 tuổi, em đến từ Thủ Đức. Công việc hiện tại của em là manager cửa hàng thời trang. Em là Hoàng Thế Thiệu, em 26 tuổi, em đến từ Đồng Nai. Công việc hiện tại của em là nhân viên vận hành máy. Tụi em tính đến nay là yêu nhau đã được 2 năm rồi ạ. Rồi hai bạn gặp nhau trong cái dịp nào? Em với bạn trai em á là có chơi chung với một người bạn. Bạn đó là tên là Hon. Là em hay nói chuyện với nó lắm. Mà bạn Hon là anh trai hay gái? Trai. À, bạn Hon là anh trai. Trai. À, thì còn bạn thôi chứ không có tình ý gì hết. Bạn thân của em. Bạn thân thôi, rồi. Thì lúc đó qua mới là uống hai len. Thì lúc đó em nhớ tầm tháng đó là tháng 5 2016, đang có chương trình mà mua một tặng một á. Cái tự nhiên em đang làm, em không có nghĩ á là nó sẽ qua nó kiếm em. Mà trong cái tâm thế em đi qua bển á, em nghĩ là nó bao em, nó qua nó kiếm em thì nó bao em. Đúng rồi. Em không đem tiền. Mà em còn nói với bé bạn là được rồi, cho chị đi qua bển, chị lấy ly về cho em, ly trà sen về cho em đàng hoàng. Trời ơi, quê nha, này hơi bị quê nha. Em nói, tại vì em đi, em đang làm việc, em đi, chị cũng ái ngại bụng. Qua bển ngồi, thấy mua sẵn ngồi rồi. Xong rồi cái em ngồi, em ngó vậy đó, nó uống rồi, nó uống xong lấy muỗng, nó múc, nó ăn. Xong em ngồi, em nhìn vậy thôi à. Không ai mua chứ, không chị. Mà sao lại không mua luôn hả? Tại nếu như bạn nữ không mua sao bạn không ra mua cho bạn nữ? Tại vì lúc đó là đã mua một tặng một thì em với Hon là hai người đã đủ phiếu rồi. Thì Thư qua thì là bạn thân của Hon. Mà Hon cũng không mua nước thì em cũng không mặc kệ luôn. Trời đất ơi. Tại vì phương châm của em lúc đó là trang hiện đại là không dạy gái ạ. Turn down for what? Trời ơi. Vậy chắc tôi cũ lắm rồi. Đại hiện đại không dạy gái, nhưng mà lịch sự hình như hai thằng trai qua rủ đứa gái đi uống cà phê. Không có mình Hon mà nó không mua luôn, nó ngồi nó nhìn. À là coi như này là ngồi sẵn trong quán, Hon chạy qua kêu. Đúng rồi. Tại bây giờ còn em chơi đâu? Với thằng Hon không? Còn, cũng còn thân vậy đó. Hon. Chị là chị nghĩ chơi em rồi nha Hon. Hon bạn hỏi, mày biết Thiệu không? Thiệu nào? Thiệu Super Chao á, tại lúc đó nickname Facebook nó là vậy á. Nhưng Super Chao. Super Chao. Super Chao, hiểu Super Chao là gì không? Super Chao kiểu là cái gì nó tào lao lắm, nó bèo lắm. Super Chao lắm chị. Tôi nghèo nên người bỏ ra đi. Chị ơi, nó dài gì nè, xong rồi hả, mặc thì hả, mặc đồ sơ mi, mặc đồ như ba em vậy, em tưởng tượng như ba em vậy, chuẩn lắm. Nói chung là nhìn không hợp khẩu vị nên em cũng không đòi hỏi là mua hay không mua nữa. Khẩu vị là sao em tính ăn ra hả? Có khẩu vị nó mới có hợp. Thích ăn ngọt và ở đây nhìn nó mặn quá, hiểu không? Nói chung là em nghĩ là coi như là lần đầu tiên không có ấn tượng gì hết, chưa nói là bị trừ điểm âm. Tự nhiên mắc mớ gì mà cuối cùng là yêu nhau. Thì đúng ra là cũng không yêu đâu, tại vì lúc đầu nhìn thấy Thư thì Thư cũng không phải là cái gu của em ạ. Nữa hả? Cũng không phải khẩu vị luôn à. Tại vì Thư lúc đó là đi làm thì về là đi một bộ màu đen từ đầu đến cuối á. Thấy lúc đó giống như là bà thím ở nhà của em vậy. Trời đất ơi. Tại vì rất là lớn tuổi ạ. Ấn tượng với Thư là Thư nói chuyện với người lạ rất là vui, rất là thân thiện ạ. Cho nên là em quyết định là em kết bạn trên Facebook với Thư ạ. Khoảng 2 tuần sau là em chủ động hẹn Thư ra uống nước riêng. Được không? Cuối cùng ông bố có mời được bà thím không? Dạ được chứ ạ. Dạ cô này chắc cũng chấm em sao. Em thì nghĩ bình thường là chị ai mời em đi rồi à. Em cũng có thấy không sợ bình hả? Thường. Lần này có thủ tiền theo không? Có, em phải thủ tiền theo chứ mà sao tự nhiên mời. Coi phim xong rồi kêu em là tại vì em làm ở bên đó mà thì em lên em mua vé luôn. Thì kêu là mày lên mày mua đi. Đúng rồi là tao qua tao chở mày đi. Lúc đó là xưng mày tao, chỉ là bạn thôi. Lúc đó em mới nghĩ trong đầu là lỡ là nó không đi hoặc nó không trả lại tiền cho mình sao? Đúng rồi. Đợt trước đi nó đã không mua nước đúng cho rồi. Mình rồi. Sao bạn bè gì mà nghi ngờ nhau như vậy? Nhưng bởi vì bực xong rồi cái kêu mình kêu yên tâm mày mua đi rồi mai mốt mà tao nếu người ta không đi được tao trả tiền cặp vé lại cho mày. Em yên tâm chạy xe qua bên đó mua. Em cũng không có thích coi phim nhiều mà nhất là phim ma nữa. Nhưng mà tại vì giống như là mình thể hiện cái bản lĩnh của mình thì mình chủ động mình rủ coi phim ma thôi. Coi với ý đồ là giống như là muốn xích gần lại á chị. Nhưng mà không có gần lại được. Mà vô sợ ma trước em. Rồi, sợ thiệt không? Là đây dạ, sợ thiệt. Sợ thiệt hả? Vâng. Em nói trời gì mày cái gì đâu sợ, coi đi cái gì đâu. Coi phim đó xong rồi đúng không? Về xong rồi mới rủ đi uống nước. Thì lúc đó mới ngồi gần. Lúc đó nó thiệt là nói hoài mà cũng không biết nói gì. Em mới mở cái ma hài mà Hàn Quốc ma đó. Ma nữa hả? Dạ, lại, ma hài Hàn Quốc hài. Không có sợ, nó hài không mà. Tự nhiên cái kêu là Thư ơi cho tôi ôm mày cái nhảy vô ôm. Xong em lúc đó em mới hết hồn xong kia. Gì ba, có gì đâu sợ, sao sợ hoài. Cái thả ra.
Mà nếu có sợ thiệt không hay là cố tình nói vậy đấy? Em cố tình, em cố tình để em được ôm Thư ạ. Đó là ôm đầu tiên của tụi em ạ. Thì hôm đó sau khi mà em đã được hiện em ôm được Thư rồi ạ. Thì em với tỏ tình với Thư là Thư à, tao thích mày rồi. Hết. Wow. Sao không anh thích em hay em là tưởng gì đó là lãng mạn không hay là cái gì? Lúc em nhận cái tin nhắn đó em thấy như thế nào, em trả lời sao? Em thấy bình thường à, đối với em tại vì xưng hô mày tao nó bình thường mà nó đổ qua anh em đột ngột em mới hết hồn á, tại vì lúc đó em cũng đâu có bồ đâu. Thì bây giờ thôi thêm thì mình thêm đi chứ bớt làm gì. Đúng rồi. Xong em kêu là thôi bây giờ cũng chưa có gì, thôi mình không từ chối thì tao cho mày một cơ hội, như tao một sự lựa chọn thôi. Thì tao chọn mày đó, giờ mình tìm hiểu vậy thôi. Rồi bây giờ tới bây giờ là 2 năm, có những cái câu chuyện dở khóc dở cười nào trong 2 năm vừa qua nữa không? Những câu chuyện gì mà nó ấn tượng? Em với Thiệu thì nhiều gay cấn, sinh nhật thì dẫn em đi du lịch. Đợt sinh nhật em vừa rồi là đi Phú Quốc. Có gì vui không? Có gì vui không? Thì buổi tối đó thì em kêu là anh sinh nhật của em mà sao gì mà chán quá, anh dẫn em đi chơi xong anh cũng chả có làm gì, không có cái gì hết, không có quà gì hết, không có gì hết. Kêu là dẫn đi chơi còn tốn tiền hơn mua quà nữa, giờ quà cái gì? Sao vậy? Xong em mới kêu thì anh cũng có cái gì đó chứ, thôi anh mua bánh kem đi. Xong kêu để anh đi hết đây rồi, đây không có chỗ nào bán bánh kem á, nguyên cái Phú Quốc này không có rau bán bánh kem á em, nên thôi khỏi bánh kem đi. À, tối ra anh mua hải sản về cho em ăn. Xong ra mua đâu, anh mua lúc đó anh mua cái gì ta? Em mua sò dương. Mua hai con. Rồi em ngồi em hát bài chúc mừng sinh nhật. Xong em kêu là anh ơi mệt quá à, sinh nhật gì nữa vậy, mệt rồi đi ngủ đi. Nói không, sinh nhật em phải đợi tới 12 giờ anh mới ngủ. Xong em không biết là mấy giờ ngủ lại chứ em ngủ trước á. Hồi nãy em nói em là cái gì? Trai hiện đại là không vợ gái. Trai hiện đại là không vợ gái hả? Dạ. Quen em là lễ Tết sinh nhật rồi có tặng quà rồi gì cho em không? Hay là vẫn giữ cái quan không điểm chị, là... Hồi xưa thôi, còn bây giờ em cải tạo rồi. Nên là bây giờ là tự hỏi em luôn. Em ơi, em thích tặng gì anh tặng cho em. Nói chung là em đã thông tư tưởng rồi. Mới đầu quen hay gây nhau lắm. Do là tín hiệu rồi khô khan lắm. Cũng không có quan tâm gì. Thời ban đầu là rất là thích nhậu. Đi nhậu á là sẽ không có bao giờ liên lạc với em. Hồi đó là... cái tính em ngang tàng lắm và cũng chưa thương Thư nhiều nên là lúc đó là em không để ý cảm xúc của Thư như thế nào đâu ạ. Cái này em cũng kệ Thư ạ. Do đi nhậu quá là chia tay. Nói chung là đi nhậu rồi cũng thiếu quan tâm ạ. Thiếu quan tâm, nói chung là vô tâm lắm. Thì em cũng có góp ý, ở gần nhà em có cái công viên mà em nói anh ơi có cái cây cái bên đó là nó ngồi nó nghe hết chắc biết hết được, ruột gan sao em đem ra em nói anh là anh ơi anh phải dạy vậy đó, anh cũng phải nghĩ là quen nhau rồi thì anh phải như thế nào đó, còn không thì ngày đầu tiên anh đừng có nói anh thích em. Thôi được rồi, anh đi nhậu anh sẽ nói cho em biết, mà nói là nha chứ không phải là xin em nói nha, nói cho em biết thôi đó. Cứ lặp lại thì trong vòng một tháng, lúc đó thì cũng quá nhiều thứ rồi thì em quyết định là chia tay. Thì lúc đó chia tay thì em bảo ừ vậy thôi chia tay đi rồi. Không có níu kéo gì hết trời. Không níu kéo gì. Rồi sau đó ai tìm cách quay lại? Em chia tay bao lâu? Khoảng một tháng sau. Cái thời điểm đó là chuẩn bị chiếu cái phim Light Out, cái phim tắt đèn, phim ma mà em thích. Xong cái em suy nghĩ, mình nhắn tin lần, nhắn ngủ coi phim á, cho mình một cơ hội một lần luôn. Là nếu như mà người ta có hồi tâm chuyển ý, người ta quay lại thì quen. Còn không thôi đừng nuôi hy vọng nữa. Rồi em nhắn cho người ta rồi bạn, khi nhận tin nhắn thấy như thế nào? Thì lúc đó nè, Thư chủ động thì em cũng bất ngờ lắm. Nhưng mà trong cái tuần đó là em có buồn gì không? Em thấy nó rất là trống vắng, tại vì cái khoảng thời gian đó nói chuyện với nhau nhiều. Em nhận ra được là một điều là Thư là một người con gái trước giờ em chưa có gặp và rất là tốt. Nên em cũng đồng ý là hai đứa đi xem phim hôm đó. Rồi sau khi hôm đó thì hai đứa nói chuyện lại với nhau một lần nữa về quan điểm tình yêu, về tính cách, về tất cả. Thì Thiệu nói thôi đi uống nước. Thì em không chịu, em nói thôi ra công viên đi, cái chỗ mà có cái cây đó ra ngồi nói tiếp. Thì lúc đó thật sự em xúc động, em vừa nói em vừa khóc. Em nói là nếu như bây giờ mà em không nhắn tin cho anh, em biết là chắc chắn anh sẽ không bao giờ đá động tới em đâu. Nhưng mà thôi, mình thương thì mình chịu thôi. Em là em sợ sau này em sẽ hối hận. Em nói là em sẽ cho chính bản thân em một thang điểm là 10. Em sẽ không cần anh thay đổi bất cứ một điều gì cả. Nhưng mà anh cứ làm đi, em không giận anh đâu. Nhưng mà ví dụ như là anh làm sai một cái thì là 1, sai 10 cái là chia tay luôn. Là lúc đó em sẽ không có một cái níu kéo bất cứ điều gì nữa. Là tùy thuộc vào anh thôi. Quyết định thay đổi bản thân từ lúc đó. Đúng rồi. Có thay đổi được không? Thì em thấy giống như là biết là anh quyết sai tâm. Rồi anh biết anh sai rồi, anh sẽ bỏ nhậu và anh sẽ dành nhiều thời gian quan tâm em nhiều hơn. Sau đó là không có còn cái biến cố nào nữa hết cho tới lúc mà quyết định kết hôn luôn. Nói chung là em cũng rất là thương Thư và em cũng rất là tôn trọng những cái lời của Thư góp ý.
Đến lúc nào thì giới thiệu về gia đình? Khi mà yêu nhau được khoảng hơn 1 năm thì lần đầu em dẫn Thư về nhà em thì nói chung là ba mẹ em rất là hài lòng. Tại vì Thư thì rất là khéo cho nên ba mẹ em rất thích Thư ạ. Ngược lại bên nhà Thư thì có vừa ý với bạn trai không? Em thương thì mẹ em, gia đình em không có cấm cản gì hết. Quan trọng là có công việc ổn định là được rồi. Có nghĩa là không có trở ngại, phía gia đình là không trở ngại gì hết. Dạ, với gia đình thì tất cả đều đồng ý. Chỉ có trở mọi ngày một cái là ban đầu về tôn giáo á chị. Dạ đúng rồi. Nhà của Thiệu là có đạo. Dạ bên em là Thiên Chúa. Còn bên Thư là bên Phật. Thì lúc đầu là khó khăn lắm. Tại vì em cũng nói với Thư là về ở chung với nhau, ví dụ em thấy nó không hợp, em không thích thì có thể là đạo ai người đó giữ. Anh vẫn tôn trọng em. Nhưng mà Thư lại nói với em một điều mà đến bây giờ em rất là thương và nhớ hoài. Thư nói với em là em thương anh, em cưới anh thì tất nhiên là đạo anh em cũng sẽ theo, để sau này con cái chúng mình nó cùng một hướng, mình dạy bảo nó sẽ tốt hơn, nó sẽ đồng quan điểm với nhau hơn. Vậy thì bây giờ hai bạn còn có những cái điều gì mong muốn đối phương phải thay đổi nữa không? Đối với em á, lúc mà mới quen thì có rất là nhiều thứ em không hài lòng, khô khan, không quan tâm này nọ. Nhưng mà sau khoảng thời gian 1 năm thì em cảm thấy ưng ý. Em không có điều gì mà mong là bạn thay đổi, em muốn là giữ vững như vậy hoài. Thư thì em cũng hy vọng là sẽ bình tĩnh hơn, nhìn sự việc và giải quyết một cách từ từ. Thì em cũng nói với Thư là em cứ yên tâm, chuyện gì có em có anh là mình giải quyết được hết. Nên là em cũng mong hy vọng là Thư là kiềm chế được cái bản tính nóng nảy của mình. Thì hôm nay đến với chương trình thì anh. Wow. Thì đầu tiên là anh có một bó bông tặng em, chúc em lúc nào cũng tươi cười như bó bông này. Wow. Và tiếp theo đó là đây. Wow. Một cam xa cánh biển. Và từ bây giờ đây là có hiệu lực đến suốt cả đời của em. Cảm xúc của Thư bây giờ như thế nào? Nói chung là em cũng hơi bất ngờ, tại vì em cũng không nghĩ là như vậy. Tại vì theo cái tính này thì nó không có như vậy. Tại vì trước giờ em chưa có làm được điều gì mà lớn như thế này ạ. Có nghĩa đây là món quà mà em làm được từ trước giờ mà thấy Thư hạnh phúc nhất ạ. Chỉ mong rằng hai bạn sẽ tiếp tục vun đắp cho cái tình yêu của mình, chờ đợi một cái ngày cưới thật là ý nghĩa, hạnh phúc. Rồi, chúc mừng hai em rất nhiều. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn.